test GPS ở cái chỗ đáp là chỗ này nha, để coi lát nữa đáp về là nó sai lệch như thế nào. Gió lệch chắc cỡ khoảng 2 mét, 1 mét mấy, gần 2 mét từ vị trí này tới cái đó. Wow, shit. Hồi nãy để ở đây. Đáp bên đó cũng sai số không có nhiều. Cũng không có nhiều lắm. Ngon, quá ngon.